khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương thơm, giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trường, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng vui rồi. Cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói yêu gì, mà hương thầm vương vấn mãi. À, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh Bãi Hải Dương. Và cũng mấy ngày vừa rồi cũng rất là bận, do hàng về không làm được video clip để giới thiệu cho anh em những cái sản phẩm mới về. Thì bên cạnh đó những cái sản phẩm hàng ngày tôi vẫn gửi cho anh em. Thì bên cửa hàng tôi luôn cập nhật những cái sản phẩm mới. Thì với anh em đã đăng ký kênh của bên tôi thì anh em thường xuyên được theo dõi những cái sản phẩm mới về. Và anh em sẽ có những cái cơ hội để anh em săn những cái hàng rất là đẹp về. Thì ngày hôm nay cũng như vậy, là một lô hàng đẩy bãi nhưng mà nó rất là đẹp anh em nhé. Cái lô đẩy bãi này là lô đẩy bãi là một trong những cái lô mà tôi rất là ưng ý, tại vì là nhập về là hàng tương đối là đẹp và cái quá trình sử dụng của những cái sản phẩm này rất là ít. Thì với anh em nào mà đam mê những dòng cục đẩy bãi và đặc biệt là thương hiệu DK thì anh em có thể xem những video clip này. Thì ngày hôm nay thì bên tôi sẽ giới thiệu một cái mẫu sản phẩm thôi, và cái lô này là cái lô DKLA400 và cái lô DK600 thì cũng đang hàng về rồi, thì cũng chưa làm video clip để gửi cho anh em. Thì sau video này thì tôi sẽ thông báo cho anh em những cái sản phẩm lô đẩy DKLA600 cũng như cái dòng loa DK về cho anh em. Thì với những cái sản phẩm này, những cái sản phẩm này là tôi cắt ở một cái sàn ra, và những cái sàn này được thanh lý do tình hình dịch nên là các sàn ba họ thanh lý rất là nhiều, và trong quá trình dịch thì hầu như là những cái sản phẩm này không hoạt động đấy. Và những cái sản phẩm này nó sản xuất từ những đời 2013, nhưng mà theo thông tin tôi biết là những cái sản phẩm này đưa vào sàn tầm khoảng 2015 và sử dụng rất là ít đấy anh em biết đấy. À, cái thương hiệu DK thì là thương hiệu của Anh Quốc, anh em đã biết rồi, những cái sản phẩm DK nó là hàng chất rồi. Thì trong video clip này thì tôi sẽ thông báo cho anh em những cái sản phẩm mới về với cửa hàng. Thì cuối video tôi sẽ thông báo những cái sản phẩm này với giá cả. Và hiện tại thì chuẩn bị giới thiệu cái nội ngoại thất để cho anh em có thể tham khảo nhé. Thì bề ngoài của nó tương đối là đẹp, anh em có thể nhìn rất là kỹ. Và khi test nhạc thì cũng test cho anh em bằng một chiếc điện thoại. Thì tôi sẽ mở những cái con này ra cho anh em xem. Anh em thấy là hàng nó rất là đẹp. Với dòng này thì nó sử dụng nguồn lạnh đời rất là cao. Tôi rất ưng ý với mẫu này. Anh em thấy là với cái main của DKLA400 và thương hiệu DK thì anh em thấy là cái main của nó rất là dày, cũng như là sử dụng những cái linh kiện. Với dòng này thì nó sử dụng 16 sò cho anh em, 16 sò, và sử dụng sò Saken. Sò Saken là sò rất là hay. Anh em đã biết sò Saken chất âm của nó cực tuyệt vời. Anh em thấy là cái lô này về rất là đẹp, tủ rất là phẳng anh em nhé, hàng rất là đẹp. Với này dòng này thì đời cao, đời cao hơn anh em nhé, đời cao quá ngồi. Nói chung là con này thì anh em mua về sử dụng rất là yên tâm. Đây cái con mà tôi vừa test nhạc cho anh em này, nói chung là những cái sản phẩm này con nào cũng đẹp anh em nhé, hàng đẹp xuất sắc cho anh em. Đấy.
anh em đi mua đẩy thì anh em cứ có thể tham khảo này, cũng như là tìm được những cái lô đẩy mà nó đẹp như này thì anh em mua về sử dụng rất là yên tâm, cũng như là cái thời gian hoạt động của nó anh em không phải suy nghĩ. DK nó là một thương hiệu lớn rồi đấy, rất nhiều anh em bán. Thì anh em so sánh giá tại thời điểm hiện tại nhé, nhiều anh em cứ đi so sánh giá của vài năm và đẩy bãi thì có nhiều dòng đẩy bãi, anh em đừng so sánh là đẩy bãi nó cùng một giá đấy, những cái lô mà nó kém quá thì nó sẽ giá khác đấy. Và tại cái thời điểm hiện tại trở lại khoảng một tháng thì anh em có thể tham khảo đấy, bởi vì là nhiều anh em nhiều lúc anh em mua đẩy chỉ chênh so sánh chênh với nhau ở bên cửa hàng này cửa hàng khác 100-200, nhiều cái chất liệu nó hoàn toàn khác, cũng như là cái uy tín của cửa hàng, các sản phẩm của anh em trong quá trình anh em sử dụng, cái chế độ hậu bảo hành hậu mãi cho anh em như thế nào thì anh em có thể tham khảo. Video này là anh em có thể ủng hộ tôi bằng cách nhấn nút like này, anh em chưa đăng ký ủng hộ chưa có nhu cầu mua hàng, anh em chỉ cần like nhấn đăng ký kênh là rất vui rồi đấy, mà anh em ủng hộ được là cái tốt đấy. Thì tôi xin thông báo những cái sản phẩm này giá cho anh em nhé, giá những cái sản phẩm này giá cho anh em là 3,8 triệu giá tại cửa hàng đấy, tôi cũng thông báo cho anh em rất là chi tiết và thông báo luôn cái lô DK LA600 là giá 5,2 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp tới tôi qua số điện thoại 0396 855 899. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em nhé.